Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi tới tất cả các bạn và quý khách hàng một loại xe, đó là xe tải Mighty 2017, tải trọng nó là 8 tấn nhé. Cái xe này là của một khách hàng ở Đồng Nai gửi lại cho chúng tôi bán. Trước đây khách hàng có mua xe tại đại lý chúng tôi, nhưng mà do mua đầu năm mà đúng ngay cái dịp mà Covid-19 nên bị hết hàng. Bây giờ nhờ bên em thanh lý lại. Bây giờ bên em gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn cái xe này để nếu mà ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên em. Xe này thì là đứng tên công ty nhé. Công ty sẽ xuất hóa đơn và sang tên luôn ha. Bên em thì là đứng giữa để môi giới với là khách hàng với là người mua thôi. Về phần giá thì của cái xe này thì bên em có để cuối video nhé. Đây, xe này thì nó rất là mới nhé. Nó mới chạy có 10.000 cây. Mua là đúng là thời điểm tháng 3 năm 2020 đó. Lốp trừ vòng là chưa sử dụng nhé. Màu sơn của nó rất là đẹp. Đây, bây giờ em sẽ quay cho các bạn biết là cái động cơ của nó. Động cơ thì như là đang mới. Xe này là sử dụng là động cơ là D4DB 130 mã lực. Nó là máy cơ nhé. Kích thước của thùng này thì là chiều dài là 4m980, chiều cao là 1m850, còn chiều rộng của nó là 2m060. Lốp của nó sử dụng lốp Katsuvina, lốp đăng lốp rin nhé. Đó, lốp Seco là chưa sử dụng nhé, đi xuống đây. Cái xe này khách hàng ở Đồng Nai đã làm cho mình cái Seco, hai cái Seco đó, nên thắng nó rất là an toàn. Hai sạc bô trên hơi không bao giờ thiếu nhé, nó rất là an toàn nhé, em chuẩn bị nhé. Bình thường thì nếu mà cái xe này mà khi mình mua về mình không lên cái đó thì nó là chưa có ha, cái đó giống là tiêu chuẩn thôi. Cái thùng này hồi xưa mà khách hàng mua bên em á thì là nó là thùng đóng theo cầu khách hàng, tại vì khách hàng cũng chở hơi nặng đấy. Phía sau và hai bên mà năm bừng như là đang mới. Bây giờ em sẽ đưa cho các bạn coi lốp của bên tài phía sau nhé. Lốp thì đang mới, nói chung là mới chạy có 11.000 cây thì tính ra rất là ít ha, mới chạy rô đa xong mà. Thì xe nguyên trạng về thì bên em chỉ rửa sơ thì bên em giới thiệu cho khách hàng bán thôi, cho bên em không có sửa, không sơn phớt gì hết nhé. Đấy, thùng hàng đang nguyên zin nhé. Cái xe này thì cái bạt của nó là bạt 5 bạt, 5 bậc, 5 5 mặt. Tớ gấp cái bẩn lên đã. Bây giờ nhờ thằng em sẽ thử chạy cái dòng xe này để bên em quay cho quý vị các bạn biết. Xe này khách hàng trang bị khi mình mua xe về bên em về, khách hàng trang bị rất là nhiều, nhất là nội thất đó. Nội thất tí nữa bên em sẽ quay trực tiếp vô cho quý anh chị biết. Rất tiếc cho khách hàng là tại vì cũng ngay dịp mà Covid-19, còn không cái xe này bây giờ nó hot, bây giờ cứ khách mà đi mua mà xe mới là không có nhé. Tại vì là cũng công ty nên cũng đỡ ha, công ty lớn. Thế còn khách hàng mà cá nhân đi mua xe mà đúng ngay dịp đó thì cũng rất là tội. Anh khách hàng này cũng rất là dễ nhé, chủ doanh nghiệp, nhưng mà khi mà nhờ tụi em bán xe thì ở bên anh cũng nói là mua xe đúng may cái dịp mà không may là cái dịp mà Covid-19 nên làm ăn không được, chứ còn bình thường thì để nó qua cái
dịp mà dịch Covid-19 này anh sẽ lái xe lớn hơn, cũng là ủng hộ bên em thôi ha. Khi khách hàng gửi thì cái xe này là khách hàng muốn bán là giá của nó là 715 triệu. Nếu mà bao lăn bánh là 720 triệu. Bao lăn bánh xuất hóa đơn luôn nhé. Xe này là anh khách hàng ở dưới Đồng Nai nhé, anh ở dưới Đồng Nai gửi lên. Tụi em thì ở Thủ Đức nhưng tụi em thì bán xe khắp nơi. Nhưng mà bên em thì bán xe mới thôi nhé. Chỉ có những cái xe cũ là những cái xe cũ như thế này là rất là hiếm, tại vì bên em chỉ bán cho những khách hàng chỉ thu lại xe của những khách hàng chứ của tụi em không bán xe cũ nhé. Chỉ thu lại với khách hàng về thanh lý dùng, về bên em sẽ bán dùng cho khách hàng thôi ha. Đấy, ghế là bọc da rồi nhé. Khách hàng này còn làm thêm cái màn hình 7 inch cảm ứng nhé, có camera re luôn đấy. Nói chung là rất là đầy đủ, còi hơi, camera re, lắp hộp đen, làm phù hiệu định vị đầy đủ hết rồi. Nói chung bây giờ nếu mà khách hàng mà mua cái xe này về chỉ có chạy thôi. Đấy, nội thất nhìn nó rất mới, chưa có đụng chạm hết. Thì đối với xe Hyundai thì các bạn đều biết rồi, chất lượng của xe Hyundai thì mình khỏi với bàn cãi, chỉ có là mình mua hay không mua thôi. Xe này thì em đảm bảo 100% là xe rất là mới, khách hàng rất giữ rất kỹ nhé. Đây, các bạn nhìn tổng thể xe, xe rất là đẹp, bạt ba mặt, thùng đạt theo yêu cầu để sử dụng luôn. Đây em chụp mấy mô hình nha, quý vị và các bạn coi nhé. Thì đến đây em cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của em xin cảm ơn. Nếu mà có nhu cầu hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại của em. Xin cảm ơn.